của giám đốc công an tỉnh để mà trả lời với báo chí là ngày 5 tháng 10 á, và giám đốc công an tỉnh bác Đinh Văn Nơ cũng đã xác định rồi đó, cũng đã điều tra được rồi là cái đoạn clip đó là đoạn clip cắt ghép của cái bọn phản động tên Hoàng Văn Dũng, tên phản động lưu vong bên ngoài, để mà cắt ghép bác Đinh Văn Nơ với bác Bùi Bá Tư nói chuyện. Thì cái đoạn clip đó nói như vậy để gây mâu thuẫn nội bộ giữa bác Nơ và các bác lãnh đạo đó. Anh chị biết á, bọn phản động lưu vong rồi thì nó xuyên tạc đảng nhà nước, gây chia rẽ mâu thuẫn giữa đảng nhà nước và nhân dân. Hiện nay giờ Covid này thì nó cắt ghép đoạn clip của bác Nơ để mà gây chia rẽ mâu thuẫn bác Nơ và nội bộ rồi các bác lãnh đạo. Anh chị biết là bọn phản động nó rất là mưu mô xảo quyệt, cho nên các anh chị nên tỉnh táo lại. Và anh chị biết cái số của bác Nơ, Đinh Văn Nơ rồi, từ lúc mà bác nhận chức giám đốc công an tỉnh thì số của bác đưa lên không gian mạng, thì tất cả bọn phản động nó gọi đến để làm chi, để mà nó thu âm lại, để nó cắt cái tiếng này nó ghép qua tiếng kia nó ghép qua tiếng nọ, để thành ra là bác Nơ là xúc phạm các bác lãnh đạo để mà gây mâu thuẫn nội bộ. Cho nên các anh chị nên tỉnh táo lại cái đoạn clip đó. Đoạn clip đó là bác Nơ đính chính là bác Nơ không có nói chuyện với bất cứ ai. Ngoài ra số của bác Nơ chỉ là người dân mình nó gọi đến thì bác Nơ tiếp nhận thôi, chứ không có vụ mà đoạn clip bác Nơ với bác Bùi Bá Tư nói chuyện như vậy. Cho mong sao các anh chị lên trên mạng xã hội tỉnh táo. Các tên phản động như Hoàng Văn Dũng và một phản động lưu vong tổ chức khủng bố nước ngoài, bọn phản động lưu vong 100 mấy chục hội đoàn, bọn tổ chức khủng bố Việt Tân, thì nó đang chia rẽ mâu thuẫn giữa đảng nhà nước và nhân dân của chúng ta, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Hiện nay về bác Nơ đón dân về ở Bình Dương, thành phố Đồng Nai, rồi bác Nơ đón dân về rất là lo cho dân như vậy thì rất là hạnh phúc. Cho nên bọn chúng nó lợi dụng cái điều này, nó kích động dân không được thì nó gây mâu thuẫn nội bộ của chúng ta. Cho nên á, các anh chị nên tỉnh táo lại cái phần đoạn clip đó. Đoạn clip đó không phải là của bác Nơ nói chuyện với bác Bùi Bá Tư, đó là đoạn clip cắt ghép. Giám đốc công an tỉnh bác Nơ cũng đã nói rồi, mong sao các anh chị tỉnh táo. Trên không gian mạng này bọn phản động nó rất là nhiều mưu mô xảo quyệt, nó giả danh yêu nước như nó nha anh chị, để nó gửi tiền về kiều bào về. Nó kiều bào, nó gửi tiền về, nó là nó người yêu nước, người kiều bào, gửi về cho một số người mà đấu tranh trên không gian mạng này. Trên một số người anh em nó lên không gian mạng này đấu tranh nó phải tỉnh táo. Đối với Nhiên á, Nhiên không bao giờ nhận tiền của bất cứ kiều bào nào ở đâu hết. Cho nên anh chị cũng yên tâm đi. Tại vì khi đấu tranh này không biết trên mạng này ai thật ai giả. Cho nên nó mong sao các anh chị phải tỉnh táo lại nha anh chị. Nhiên chào cô bác anh chị em nha, chúc anh chị em nhiều sức khỏe. Nhiên chào cô bác anh chị em. Hôm qua nay trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip gây hoang mang trong dư luận, gây hoang mang trên không gian mạng, để cho người dân chúng ta rất là hoang mang. Một đoạn clip giữa bác giám đốc công an tỉnh Đinh Văn Nơi với bác Bùi Văn Bá Tư nói chuyện với nhau, nhưng cũng đính chính cho bà con cô bác anh chị em. Đó là một đoạn clip cắt ghép nha. Bác và bác giám đốc Đinh Văn Nơ cũng đã đính chính với báo chí là đó là đoạn clip là cắt ghép trên báo giờ. Bác cũng đã đính chính rồi, nhưng mà thật sự ở đây như nói cho anh chị nghe thì bác Nơ hiện nay giờ làm giám đốc công an tỉnh An Giang thì được bà con người dân chúng ta rất là ủng hộ, rất là mừng, rất là phấn khởi được một vị giám đốc, một vị lãnh đạo mà ở tỉnh An Giang như vậy lo cho dân như vậy. Thì một ngày là bác Nơ không biết bao nhiêu cuộc gọi dân về, người này gọi, người kia gọi, người nọ gọi, thì anh chị biết là cái bọn phản động mà nó gây chia rẽ đoàn kết đó, nội bộ nó gây chia rẽ người dân và đảng nhà nước ta đó. Cứ như cái đoạn clip hiện nay giờ trên không gian mạng là bác Nơi, bác Đinh Văn Nơi, bác giám đốc Đinh Văn Nơi và bác Bùi Văn Bá Tư, hai bác mà nói chuyện với nhau, đó là một đoạn clip cắt ghép. Để đó là gì?
Đó là bọn phản động nó làm, nó cắt ghép để gây chia rẽ, để gây chia rẽ nội bộ với nhau, để mâu thuẫn với nhau. Anh chị biết đó, một ngày bắt nơ đó, nhận biết bao nhiêu cuộc gọi, thì bọn phản động nó cũng gọi, một số bọn phản động nó cũng giả danh là nó là người giả danh là nó là người đói, người nghèo, người khổ nó ở đâu ở đâu đó, nó gặp Covid gì đó nó cũng gọi. Thì hiện nay giờ đã khi danh đốc nó đưa số điện thoại lên không gian mạng là rất nhiều số điện thoại hàng ngày đó. Thì anh chị thì nó gọi thì bắt nó cứ trả lời thôi, trả lời thì xong. Nó cắt ghép, nó cắt đoạn này, nó ghép đoạn kia, đoạn nọ, nó ghép vô. Đúng không anh chị? Nó cắt những cái đoạn trên không gian mạng bắt nơi ổng trả lời báo chí nó cũng lấy nó ghép vô. À, rồi những cái đoạn là nó gọi nó cũng ghép vô, nhưng mà thật sự là bắt nơi nó là không có những cái đoạn clip nào bắt nơi chửi thời. Một vị lãnh đạo tốt của đất nước mình thì làm sao có vụ chửi thời anh chị? Đúng không? Thì cũng như Thái Ngọc Nhiên, anh chị biết là từ năm 2016-17 đến nay, Thái Ngọc Nhiên từng lên mạng xã hội đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc. Thì anh chị nghĩ đi, đây là Nhiên đưa cho anh chị xem. Đây nè, đây là Nhiên cũng đấu tranh trên không gian mạng. Mà cái bọn phản động á, cái bọn phản động á là nó cắt ghép clip của Nhiên. Nó cắt ghép clip của Nhiên đây. Nhiên đưa cho anh chị coi đây. Nhiên quay camera sao cho anh chị xem đây. Nhiên chửi mà nè anh chị nè, thấy không? Nhiên bắt camera sao cho anh chị thấy nè đoạn clip. Ủa quên nữa. Đó. Anh chị nghe không? Anh chị nghe không? Đây là đoạn clip là nó đây. Làm những trò bẩn thỉu hôi tanh cho đất nước Việt Nam chúng tao, làm đau khổ cho đất nước Việt Nam chúng tao ha. Tao là cái người dân miền Tây ha. Tao nói những gì hôm nay á, cái lũ cộng sản chúng mày à, tụi mày da lóng, lũ tay trâu, lũ tay bò, lũ tay chó, tụi mày nghe anh nghe nha. Đó là Nhiên bắt một đoạn đó cho anh chị biết, đó là nó chính cái đoạn clip đó, cái clip đó là của Nhiên cũng nói lên trên không gian mạng là nó cắt đoạn này, nó ghép đoạn kia ra, thành ra Nhiên chửi lại đảng nhà nước ta, xúc phạm Bác Hồ. Cho nên nó mà anh chị trên không gian mạng nó rất là tỉnh táo. Đây là clip của Bác Nơ á, đoạn clip của Bác Nơ á, mà với bác Bùi Bá Tư á, nói chuyện đó là những cái đoạn clip đó là không có đúng sự thật. Nó cắt đoạn này, nó ghép đoạn kia, nó cắt ghép thôi anh chị. Nên nhớ đây rất là tỉnh táo khi lên không gian mạng. Cái đoạn clip của bác Nơ không, bác có đính chính trên báo chí là không có cái đoạn clip nào của bác với bác Bùi Bá Tư nói chuyện như vậy. Nó cắt đoạn này, nó ghép đoạn kia. Thì cũng như Nhiên hiện nay bây giờ 2016-17, Nhiên đấu tranh trên không gian mạng, Nhiên chửi cái bọn Việt Nam Cộng Hòa, bọn phản động lưu vong ở nước ngoài. Thì bọn nó mới nói là đất nước của tao, cộng sản của tao, tao là người con của cộng sản, người cộng sản của tao là như là gia đình của Nhiên. Như vậy thì nó cắt cái đoạn này, nó cộng sản của tao, rồi bắt đầu quay ngang là nó lấy những cái đoạn là Nhiên chửi cái bọn mà bọn lưu vong, thì nó thành ra là nó cắt ghép lại, thành ra Nhiên chửi xúc phạm là đảng nhà nước và Bác Hồ. Đó là y như Bác Nơ chứ, mà bác Bùi Bá Tư là nó cắt ghép lại để nó ghép lại để cho một người dân chúng ta hiểu lầm là nó Bác Nơ xúc phạm chia rẽ tình đoàn kết giữa Bác Nơ với các vị lãnh đạo ở thành phố đó. Cho nên một số người dân chúng ta khi lên mạng phải tỉnh táo về cái việc này. Tất cả báo chí cũng đã đưa lên rồi đó, đó là đoạn clip của Bác Nơ với bác Bùi Bá Tư là không có đó, không có hội thoại như vậy, không có nói chuyện cái clip đó luôn. Cái clip đó nó lấy cái clip của bác, của ai đâu hay sao đó, đó nó gọi điện rồi nó ghép lại, thành ra cái cuộc hội thoại giữa Bác Nơ với bác Bùi Bá Tư nói chuyện thôi. Thì cũng như Nhiên nó lấy cái đoạn clip này thì nó nói là Nhiên xúc phạm đảng nhà nước, chửi đảng nhà nước. Đây nè. Đấy. Tụi bay á, lóng lũ tay trâu ra mà nghe tụi bay ở trong nước này nè. Sống như tụi mày chứ sống như con chó. Ông bà cha mẹ cộng sản tụi bay á, ông bà. Đấy anh chị thấy không? Nó cắt ghép là Nhiên là phải chửi là lại đất nước mình, chửi là đảng nhà nước mình, nó chửi là ông bà mình. Cái bọn phản động nó rất là dơ bẩn, nó khốn nạn như vậy đó anh chị. Cái bọn phản động lưu vong nó không làm gì cho đất, nó không làm gì hại được đất nước,
của mình. Bây giờ hiện tại bây giờ người dân Bình Dương, người dân ở thành phố về, người dân ở Đồng Nai các tỉnh ở thành phố về thì nó chi, nó lợi dụng cái đám đông đó, nó lợi dụng cái đám đông mà bà con đang về đó, bắt đầu nó nhảy vô đầu đàn để làm chi, nó bạo động, nó làm bạo động để nó lấy quay clip từ ở đằng trước là nó bạo, nó đang bạo động thì có một thằng ở đằng trước nó quay ra làm sao thì nó nói đây là dân, người dân hiện nay trong nước covid bạo loạn. Nhưng mà thật sự thật chắc ở đây là nó lợi dụng người dân số đông này về, đang về thì nó đứng đầu đàn, nó đứng một số một vài ba đứa ở đằng trước thôi, có vài ba đứa thôi anh chị, có vài năm ba đứa ở đằng trước thôi, bắt đầu nó bạo động rồi đó, nó đánh cảnh sát cơ động của chúng ta. Đây nè, Nhiên đưa cái đoạn clip này lên cho anh chị Nhiên vô Facebook. Đây, thì để cho anh chị để tỉnh táo nha. Nhiên đưa lại hình ảnh đó cho anh chị để biết, để anh chị tỉnh táo. Nó lợi dụng cái số đông nó để mà nó đứng đầu đàn, đã bắt đầu nó bạo loạn, nó đổ thừa cho người dân của chúng ta nha anh chị. Để Nhiên vô cái clip này, Nhiên lấy, Nhiên đưa cho anh chị xem. Hiện nay giờ tình hình dịch bệnh, người dân ở thành phố chúng ta về, nó lợi dụng cái hình ảnh đông đó. Đây nè, lợi dụng cái hình ảnh cái số đông đó rồi đó, để mà nó đưa lên, để nó nói là cho bọn nước ngoài, nó là người dân chúng ta bạo loạn này kia nọ nha anh chị. Cho nên một số anh chị lên mạng phải tỉnh táo trong cái lúc này, đừng có thấy cái bọn phản động nó với người dân mình đó, cái nó nói là như cái clip của Bắc Nơ, là nó nói là Bắc Nơ xúc phạm Bắc Nơ với Bắc Bùi Cái Tư nói chuyện rồi là nói các vị lãnh đạo thành phố, các anh chị sai lầm nha. Đây nè, nó lợi dụng cái đám đông, nó lợi dụng cái người dân đông đó, nó đứng đầu đàn, nó đập phá nè, nó đập vô cảnh sát cơ động nè, anh chị thấy không? Đây, cái bọn phản động nó rất là mắc dạy, bọn phản động nó rất là khốn nạn, mắc dạy, nó dơ bẩn lắm anh chị, nó dơ bẩn, nó chơi cực kỳ là nó dơ, nó lợi dụng đám đông, nó lợi dụng người dân đông, đầu nó đứng đầu đàn, đầu nó đập, nó phá, rồi xong nó quay clip, nó nói đây là người dân bạo loạn, sự không có dân nào bạo loạn hết anh chị, chỉ có một số, có một đứa, hai đứa, năm ba đứa thôi anh chị, đó thì Nguyên đưa giải thích cho anh chị xem đó, anh chị thấy thì hiện nay giờ nè, tất cả đảng nhà nước ta, quân đội nhân dân và công an của chúng ta lo cho người dân. Anh chị thấy Bắc Nơ đón dân về, hiện nay giờ dân ở tỉnh 15-16 ngàn người dân đi về thì Bắc Nơ vẫn tiếp đón về nồng hậu luôn, rồi huyện này huyện kia xuống đón dân đưa về để đi cách ly, người nào có bệnh thì đưa cách ly, rồi người nào không có bệnh thì đưa về cho về nhà anh chị đó, anh chị thấy không? Cho nên á, anh chị lên mạng á, tỉnh táo lại, đừng thấy clip của bác Đinh Văn Nơ, bác giám đốc Đinh Văn Nơ và bác Bùi Bá Tư nói chuyện đó, anh chị cho là sự thật, không có phải sự thật, đó là một clip cắt ghép, cũng như là Nhiên bị cắt ghép rồi á, là cho một số người bà con đang á ủng hộ mình, rồi sao mà quay lại thấy Ngọc Nhiên bây giờ xúc phạm chửi đảng nhà nước, chửi đảng nhà nước, xúc phạm Bác Hồ thế này, rồi anh chị thất vọng. Nhưng thật sự anh chị, Nhiên có chết nhưng cũng chết cho quê hương đất nước, Nhiên có nghèo cho sạch, gách cho thơm, thật sự với anh chị, Nhiên làm á, Nhiên làm heo quay mà Nhiên cực khổ anh chị biết không, Nhiên phỏng tay phỏng chân cỡ này, Nhiên kiếm từ đồng từ cắt bằng mồ hôi nước mắt. Nhiên cái thời á, Nhiên là một người dân, Nhiên sống cho đất nước, sống cho quê hương mình, Nhiên sống thời với lương tâm, thời với con cháu Nhiên sau này, Nhiên sống nghèo cho sạch, gách cho thơm, giờ ngày nào Nhiên còn sống thì Nhiên sẽ đấu tranh trên không gian mạng này, đấu với cái bọn xấu, đấu với bọn xuyên tạc đất nước, đấu với cái bọn xấu mà xúc phạm xuyên tạc vào đất nước, cắt ghép những clip đó, Nhiên sẽ vạch mặt bọn chúng nó ra, nó vu khống, nó cắt ghép bác Đinh Văn Nơ với bác Bùi Bá Tư để anh chị, nó chia rẽ mâu thuẫn nội bộ, nó cắt ghép để cho bác Nơ xúc phạm các vị lãnh đạo thành phố, để cho hai bên để mà mâu thuẫn với nhau, đó là nó bọn phản âm mưu của bọn phản động gây chia rẽ nội bộ, rồi nó xuyên tạc vào các vị lãnh đạo cao cấp để gì, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc, người dân và đảng nhà nước, nó gây mâu thuẫn như vậy đó anh chị. Bọn phản động này rất là khốn nạn, nó khốn nạn cực kỳ khốn nạn. Ngày xưa
nó gì, nó ngày xưa sau 1975 á thì chi nó đem súng đem đạn về đất nước Việt Nam chúng ta, nó xuyên tạc đủ cách đủ kiểu, nó gửi tiền vào đất nước Việt Nam chúng ta để cho một số bọn ngu ham tiền lấy tiền đó chế tạo bom xăng, chế tạo vũ khí, chế để mà làm khủng bố, gây náo loạn, mất an ninh trật tự trong nước. Hiện nay bây giờ cái bọn phản động nó gửi tiền về, nó mua lòng tin, nó là thành phần là chống phá nhà nước, nhưng mà bây giờ nó không là chống phá trên không gian mạng ra mặt nữa, nó nói nó bây giờ nó không còn chống phá nữa, tôi là người yêu đất nước, tôi là người yêu quê hương. Nó lợi dụng một số người mà đấu tranh trên không gian mạng này, giờ tôi em ơi cứ ở địa bàn của em nó là có covid gì đó, tôi gửi cho em 1.000, 2.000, 3.000 gì đó để em đổi tiền ra để em mua đồ để gửi quà để cho bà con, để cứu đói bà con đi. Đó là cũng thành phần nó mua chuộc để lấy lòng tin bà con, rồi sau để bà con nói đây tên tốt này kia kia nọ để chi, sau này mới nói là sao mà bây giờ đó tiền của tôi để lấy lòng tin của bà con người dân mình để chi, để chi. Nó nói nó là người chế độ cũ, nó từng tiếp tế cho bà con nè, cho nên bà con nên tỉnh táo lại cái thằng đó để chi, để chạy theo bọn nó. Bây giờ nó không phá được gì, nó mua, nó gửi tiền để mua chuộc lòng tin. Rồi một số người này thì hiện nay giờ nó không quỷ phá được, nó lợi dụng hiện nay giờ covid á, bà con về quê đó, bà con về quê đó, lợi dụng bà con về quê này, nó đứng đầu đàn để nó bạo động, nó kích động, nó đánh đập vô, nó đánh vào cảnh sát cơ động để cho đoàn người ngoài sau bắt đầu là sao ung cái chàng quá, để làm chi, để mà đưa lên trên không gian mạng nói đất nước ta covid nhiều như vậy, không lo cho dân như vậy, để cho cái bọn nó nước ngoài, bọn xấu nước ngoài nó nhìn vào hình ảnh đất nước Việt Nam chúng ta không có lo cho dân. Anh chị hiểu không, cái bọn phản động này nó rất khốn nạn, nó rất mất dạy, cực kỳ lạ, rất là nhiều âm mưu thủ đoạn của nó. Cả clip mà bác Đinh Văn Nơ đó, làm tốt cho người dân đó, làm tốt cho người dân như vậy đó, anh chị thấy không, mà nó còn cố tình để mà nó cắt ghép bác Nơ với bác Bùi Bá Tư nói chuyện nhau để chia rẽ mâu thuẫn nội bộ giữa bác Nơ và các bác vị lãnh đạo ở thành phố để mít lòng với nhau, anh chị thấy không đó. Khi mà dân về dưới An Giang này thì bác Nơ đối xử với dân quá tốt, đi rước dân về lo cho dân, cách ly cho dân, mà dân không bạo loạn thì á, bắt đầu bọn nó lợi dụng cái đoạn này để mà để gây mâu thuẫn cho nội bộ, nó kích động bạo lực bạo loạn không được, thì bây giờ sao, nó phải cắt ghép cái đoạn clip lại để chi cho nội bộ để gây mâu thuẫn với nhau. Anh chị thấy cái bọn phản động nó dơ bẩn không? Nhưng mà thật sự đảng nhà nước ta rất là thông minh tài ba, cho nên nó làm được cách nào cũng người dân như mình còn nhìn ra, chứ không chỉ cái bọn phản động đó. Nhưng hôm nay cũng giải thích cho bà con như vậy, cô bác anh chị em trên không gian mạng này, cô bác anh chị em thấy những cái gì, Phan Hả Chấm, Phan Hả Cờm, Phan Hả Hích, để sự việc qua một ngày để lắng, để theo dõi coi thế nào, mình Hả Cờm, mình Hả Thích, chứ đừng có thấy vậy hay quá để tôi chia sẻ về là cô bác anh chị em đã sai lầm hoàn toàn. Nhưng chào cô bác anh chị em ha, chúc cô bác anh chị em nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Nhưng chào cô bác anh chị em.